Hey, xin chào các bạn, chúng ta cùng nhau bước vào clip số 3. Người ta xác nhận là được 30 con cá mập đúng không? Bơi ở vùng biển như đây, ở khu vực bãi biển gọi là ở đây có đọc. Đây là Kuzihama Kai, Kuzihama. Vậy thì chúng ta bài này rất là ngắn thôi, mình sẽ lướt qua chắc là trong vòng 5 phút là xong rồi. Ok. Tiêu đề của nó là gì đấy nhỉ? Tiêu đề. Ok. Ibaraki ken no umi de 30 匹 ぐらいのサメが見つかる。なぜや、だって tìm thấy, đúng không? Tìm thấy khoảng 30 con cá mập ở biển thuộc tỉnh Ibaraki. Đấy nhỉ? Ở biển thuộc tỉnh Ibaraki. Hay. Đây, bài này có hai dòng như thế này. Đấy. Đặt lật tay. Hey. Sa mê là cá mập đúng không? Ngoài ra piki này dùng để đếm những loài cá đúng không? Piki hay là dùng cho những cái con vật như là chó mèo này, gà này cũng dùng piki được này. Được chưa nào? Gà là hoa. Gà là hoa hay piki nhỉ? Gà cũng dùng piki được không? Thôi cắt đoạn đấy không còn gì. Hay. Tiếp theo. Siêu lưu là chủng loại đúng không? Chủng loại otonasi là hiền lành đúng không? Hiền lành. Ok. Câu này dễ rồi. Ibaraki ken Hitachi shi no umi de 19日 karada no nagasa ga 1 meter kurai no same ga 30 piki kurai mitsukarimashita. Là gì nhỉ? Người ta đã tìm thấy, được chưa? Tìm thấy tại đâu? Hay là vào ngày 19 được, nặng không thể. Vào ngày 19, người ta đã tìm thấy tại vùng biển gì đây? Thuộc tỉnh Hitachi. Thuộc thành phố Hitachi của tỉnh gì đây? Ibaraki ken đúng không? Khoảng 30 con cá mập với chiều dài cơ thể của chúng là khoảng 1 mét. Được chưa nào? Hay Ibaraki ken wa kono same wa dochizame toyu shurui de otonashii no de kiken na same dewa nai to setsumei shite imasu. Các bạn tìm thấy chủ ngữ của câu này chưa? Tìm thấy chủ ngữ chưa nhỉ? Những cái bài mà có câu setsumei shite imasu này thường phải có chủ ngữ ai đó giải thích cái gì đó nhỉ? Ở đây chúng ta có thể dịch là phía tỉnh đúng không? Phía tỉnh Ibaraki đúng không? Thì người ta đã giải thích rằng đúng không? Con cá mập này thì nó thuộc loại gì đây? Thuộc loại Dochizame, được chưa? Thuộc loại cá Dochizame. Nên là bởi vì nó rất là hiền lành nên là nó không phải là nếu mà này không phải là gì à? Loài cá mập nguy hiểm. Nó hiền lành nên là không phải là loài cá mập nguy hiểm. Các bạn nhớ chưa? Cái gì đó giải thích rằng là tố rằng là như thế nào. Đấy. Tiếp theo. Hitachi wa anzen da to hakkiri wakaru made same ga ita umi no chikaku ni aru Kuzihama kaisui yoku shou de oyoru koto o kinshi shimashita. Đúng không? Đã cấm. Ai cấm? Đây, đúng không? Về phía thành phố Hitachi đúng không? Họ đã cấm gì nhỉ? Cấm bơi lội, đúng không? Cấm việc bơi lội tại khu vực bãi biển, đúng không? Bãi biển là gì đây? Kuzihama này đúng không? Nằm ở gần cái khu vực biển mà có con cá mập này. Đấy nhỉ? Cho đến khi mà biết rõ được rằng nơi đây là nơi an toàn thì mới lại cho bơi tiếp đúng không? Thì các bạn nữa nhá. Về phía thì thành phố Hitachi người ta đã cấm không cho bơi lội đúng không? Ở những khu vực tắm biển như là Kuzihama nằm ở gần gì đấy? Nằm ở gần khu vực biển đã có cá mập, xuất hiện cá mập đấy.
cấm bơi cho đến khi mà biết rõ được rằng, mà đấy là cho đến khi biết rõ được rằng nơi này là nơi an toàn, được không? Tiếp theo, しかし, tuy nhiên, 21日 の朝はサメが見つからなかったため、ためのビーは、久世山海水浴場で泳ぐことができるようになりました。トイレとワインはできるようになりました。tuy nhiên thì nhỉ, vào buổi sáng ngày 21 thì người ta đã không còn tìm thấy gì đây, tìm thấy cá mập nữa, nên là gì nhỉ, chúng ta có thể bơi được ở khu vực bãi biển gì Kujihama rồi, được chưa nào? Hay bài này rất là ngắn đúng không? Các bạn có thể dịch và viết lại bên dưới đúng không? Sao cho thật là hay. Hey, hẹn gặp lại các bạn nhé, bye bye.